trụ được tạo ra cách đây 13,8 tỷ năm. Bây giờ chúng tôi tạo ra bản sao kỹ thuật số của trái đất, nơi bạn có thể giao dịch bất động sản. Trong khi làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hành tinh IH. Welcome. Chào mừng đến tham gia với tôi, Jonas Eric Warner. Cảm ơn rất nhiều, Walker Caron. Và chúng ta hãy xem xét điều quan trọng tiếp theo trên hành tinh trực tuyến IH. Hành tinh IH là trò chơi mạnh mẽ nhất nơi chúng tôi đang xây dựng một thế giới ảo mang tính cách mạng mới thông qua các khoản đầu tư và giao dịch được hỗ trợ bởi tiền điện tử. Chúng tôi đang xây dựng một mô hình quy mô đầy đủ về tài nguyên quý giá nhất trên hành tinh trái đất của chúng tôi. Hành tinh IH là trò chơi chiến lược bất động sản ảo trực tuyến, nơi chúng ta sẽ xây dựng hành tinh hùng mạnh của tương lai. Chúng tôi đã chia thế giới thành rất nhiều khe, sẽ được bán khi chúng tôi ra mắt trò chơi. Bạn muốn sở hữu những khu vực nào trên thế giới? Những khu vực nào sẽ có tầm quan trọng trong chiến lược? Mọi người sẽ tiếp tục di chuyển vào các thành phố lớn hay sẽ là thế giới của nông thôn? Cư dân làm như thế nào để sản xuất năng lượng? Ở đâu sẽ được sản xuất? Một số lô sẽ có giá cao hơn những lô khác, nhưng bạn sẽ có cơ hội phát triển khu đất của bạn và tăng giá trị của nó. Rất nhiều các lô đất ở trung tâm Paris hoặc Hồng Kông có thể có giá đắt hơn ngay bây giờ. Nhưng nếu một lô được phát triển cẩn thận ngay bây giờ, có thể đáng giá cả một gia tài trong tương lai cũng như trong thực tế. Có thể bán đất và giao dịch với những người chơi khác trong giao dịch thương mại trên toàn cầu theo thời gian thực. Tất nhiên, để có một chiến lược, hãy đầu tư thông minh vào những lĩnh vực bạn nghĩ sẽ phát triển về giá trị, hoặc trong những lĩnh vực đó cung cấp cho bạn những cơ hội tốt nhất để phát triển. Trong thế giới thực, bất động sản thường là một khoản đầu tư tốt. Bây giờ đã đến lúc bắt đầu kinh doanh bất động sản ảo của bạn trên hành tinh IH. Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng chúng ta cần quan tâm đến hành tinh, chúng ta cần ngăn chặn biến đổi khí hậu, chúng ta cần tìm ra những cách mới để sản xuất năng lượng xanh, và chúng ta cần tìm ra các giải pháp thông minh hơn, mà điều này sẽ là trọng tâm của trò chơi. Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề theo hai cách và một cách tốt hơn cho môi trường, lựa chọn đó sẽ cho bạn điểm cao hơn. Chỉ còn vài tháng nữa là sự ra mắt của hành tinh IH, nhưng tôi muốn cho bạn biết một chút về cách chúng tôi sẽ ra mắt nó, vì tôi thực sự rất phấn khích, vui mừng về sản phẩm tuyệt vời này. Chúng tôi sẽ khởi động hành tinh IH theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, đó là khi bạn có thể mua đất. Ở giai đoạn 2, chúng tôi sẽ bổ sung các nguồn lực để bạn có thể bắt đầu phát triển vùng đất của bạn. Và ở đó bạn cũng có thể bắt đầu giao dịch đất đai của bạn. Và trong giai đoạn 3, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ chức năng chơi game. Và tất nhiên, các thành viên của cộng đồng sẽ có cơ hội trở thành người đầu tiên tham gia vào nền tảng hàng đầu thế giới và có cơ hội đầu tiên để mua những lô đất tốt nhất trong thời gian ra mắt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong thế giới trò chơi trực tuyến. Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả các thành viên đủ điều kiện một cơ hội nhận những lô đất độc quyền của họ. Và vì vậy, hãy đảm bảo rằng tất cả các đội của bạn yêu cầu càng sớm bạn xác nhận được lô của mình thì bạn càng nhận được nhiều lô. Và khi mọi người tham gia vào Crowd One, cho đến khi ra mắt, họ sẽ có cơ hội nhận rất nhiều. Như chúng ta đã thấy trước đây, trong các lần ra mắt khác, có thể mất một khoảng thời gian để cung cấp cho 25 triệu thành viên quyền truy cập vào một nền tảng mới. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho phép các thành viên trên nền tảng theo cấp độ. Các đại sứ đầu tiên,
theo sau là chủ tịch cấp cao, vân vân. Đây là điều tất nhiên. Một lý do thực sự chính đáng để tăng cấp trước khi ra mắt và có vị trí thăm dò ý kiến khi chúng tôi bắt đầu. Khi chúng tôi đã mời mọi thành viên trong Crowd One, bạn có khả năng mời một số lượng giới hạn bạn bè bên ngoài Crowd One trước khi ra mắt và họ sẽ có cùng khả năng độc quyền để mời bạn bè của họ. Hành tinh IX sẽ cung cấp phần trăm lợi nhuận cho các dự án xanh ngay tại đây trên hành tinh trái đất. Vì vậy, bằng cách tham gia hành tinh IX và xây dựng một thế giới bền vững, thịnh vượng trong trò chơi, bạn cũng đang giúp cứu hành tinh trong thế giới thực. Đó là những gì chúng tôi gọi là mô hình kinh doanh đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, để tóm tắt điều này, Swalker, hành tinh IX là một trò chơi bất động sản ảo và là một trò chơi chiến lược trực tuyến mà bạn có thể mua đất. Ví dụ như Bitcoin, chơi trò chơi và nhận lại lợi nhuận bằng Bitcoin. Đây sẽ là lần ra mắt mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Vì vậy, chúng tôi sẽ gọi nó là lần ra mắt 100 triệu người chơi. Và chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Cảm ơn rất nhiều.